Tên Đức Hùng, hiện là 22 tuổi, đang là nhân viên cơ khí, đang công tác tại Biên Hòa. Ê, còn em? Dạ, em là Thu Thảo, em 23 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Dạ, lần đầu tiên gặp vợ đi với một người khác thì cũng hai người không có người nào có ấn tượng gì cả. Ba mẹ vợ không đồng ý. Lý do? Tại vì trước đó bà xã có quen một người nữa, hai người quen nhau thời đi học gì đó, em cũng... Thì dắt em về thì gia đình bên vợ không ra mắt. Em quyết liệt luôn, tại vì gia đình hứa gả cho một nhà khác. Nhưng mà em vẫn quyết định không, kêu bây giờ nếu mà không cho con lấy người này thì con ở giá. Nhưng mà sau một thời gian thì anh này ảnh nản hay sao đó, thì anh chủ động chia tay trước. Sau cái bữa đó là em giống như trong cái tâm mình rất hận cái người đã bỏ rơi mình. Tại vì mình đã quyết liệt trong đối với gia đình vì người đó. Nhưng mà người ta lại bỏ rơi mình. Mà trước khi bỏ rơi em thì người ta đã hiếp em rất nhiều. Thì em rất hận. Lúc đó tâm trạng em giống như là không còn cái hồn như cái xác nữa. Em tên là Lê Quốc Dũng, 29 tuổi, hiện công việc em là kinh doanh nội thất. Em tên là Quỳnh Thị Thanh Thúy, em nay 25 tuổi, em làm neo tại nhà. Em gặp vợ em và người bạn đó đi vô, em như bị tiếng sét ái tình vậy, em thích ngay cái lúc đó luôn. Xong rồi quen ảnh được một tuần đó, thì ảnh đòi cưới. Trời ơi. Nhưng gặp em là cứ đòi cưới, em bực quá, ừ đại mà dắt ba má qua thiệt. Trời ơi, cái gì đó. Em nghĩ lý do là ảnh là đòi lấy em sớm đó là do anh ghen. Nói chung là ghen kinh khủng. Khi mà em ly hôn thì hai vợ chồng mà được 3 lần hòa giải. Rồi cái lần hòa giải đầu tiên là em làm hòa luôn, là ngay ngày sinh nhật của vợ em luôn.